Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai mới đây đã phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Định Quán tổ chức trao tặng nhà tình thương cho gia đình ông Phan Văn Bé Bảy, ấp 1 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, là một hộ gia đình nghèo, khó khăn về nhà ở tại địa phương. Căn nhà được xây dựng trên nền đất thổ cư của gia đình có diện tích 64m² với tổng trị giá 80 triệu đồng do công đoàn viên chức tỉnh Đồng Nai ủng hộ 60 triệu đồng, số còn lại do gia đình đóng góp thêm. Đây là một hoạt động nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.